Tâm An xin được kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh đọc truyện Bụi Phố. Tâm An rất vui khi được gặp lại tất cả mọi người vào buổi trưa ngày hôm nay. Và ngày hôm nay chúng ta lại tiếp tục đồng hành cùng nhau để lắng nghe tiếp phần 2 của bộ truyện Thân Cò Tìm Chồng. Sau khi lắng nghe phần 1, chắc hẳn quý vị cũng có một tâm trạng hoang mang giống như Tâm An vậy. Đó chính là không hiểu tại sao một đứa bé được sinh ra suốt 6 năm trời lại không phải là con ruột của Hưng. Chắc hẳn là Hưng cũng rất là tức giận vì mình không thể nuôi con tu hú như vậy trong suốt 6 năm trời và người vợ bên cạnh của mình sống luôn luôn là trung thủy với mình lại có con với người khác. Cái điều bất ổn này sẽ được tiếp tục ra sao? Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị vào tập truyện ngày hôm nay. Quý vị hãy theo dõi nhé! Và quý vị khán thính giả thân mến cũng như thường lệ sau khi lắng nghe xong chuyện thì quý vị đừng quên là ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ và đăng ký kênh. Tâm An xin cảm ơn rất nhiều. Còn ngay bây giờ xin mời quý vị cùng đến với phần 2 của bộ truyện Thân cò tìm chồng, tác giả Thanh Hằng qua giọng đọc của Tâm Hằng. khi chính thức đi làm tại nhà hàng, Phượng mới hiểu rõ ở đó phức tạp hơn cô nghĩ rất nhiều. Chính tại nơi đó, cô gặp lại một người. 7 giờ tối, Phượng tới làm, anh quản lý dẫn cô tới phòng thay đồ, giới thiệu cô một lượt với các nhân viên khác, rồi đưa cho cô một bộ đồ đồng phục, sau đó quay sang một cô nhân viên đứng cạnh đó. "Linh này, em dẫn cô này đi trang điểm một chút đi." cô nhân viên tên linh nhìn phượng bĩu môi tỏ vẻ không ưa một cô khác thì vội nói với anh quản lý anh hùng ơi anh cứ để đấy em đưa cái phượng đi trang điểm cho ừ cũng được thôi tất cả mọi người chuẩn bị đi làm việc đi cô gái dẫn phượng vào trong phòng trang điểm miệng không quên nói em tên là phượng đúng không phượng nhìn cô gái có cái gì đó rất quen mà cô chẳng nhớ nổi Dạ vâng ạ. À. Chị tên là Hà, chắc em không nhớ chị đúng không? Phượng nghịch mặt, tỏ vẻ không hiểu lắm. Chị cùng quê với em đấy, hơn nữa chúng ta cùng làng. Phượng vắt óc suy nghĩ, cuối cùng nhìn chị Hà cũng kêu lên. À, chị Hà, con bác Dung có đúng không ạ? À? Ừ, chị đây, bây giờ thì nhớ ra rồi à. Em xin lỗi, lâu quá không gặp lúc đầu em cứ ngờ ngợ chị đi quanh năm suốt tháng có về quê bao giờ đâu ạ à? chị Hà trang điểm xong nhìn Phượng trầm trồ xong rồi em nhìn đi công nhận là em đẹp thật đấy Phượng nhìn mình trong gương có chút ngượng ngùng bộ váy đồng phục ngắn cũn để lộ đôi chân thon thả và trắng nõn dáng người của Phượng rất đẹp và cân đối chỉ là thường ngày cô luôn mặc bộ quần áo quê mùa nên mới che đi những đường cong trên cơ thể của cô hôm nay giống như là cô đã lột xác hoàn toàn vậy cô cùng với chị hà tranh thủ chưa có khách thì ngồi tán gẫu với nhau chị hà mới nói trước sao em đến đây làm việc em nhặt được tờ rơi nên em đến đây xin việc à em có chồng rồi đúng không nhỉ chồng em không nói gì à em em ly hôn rồi con em bị bệnh nên em À thôi chị hiểu rồi Mà Phượng này Dạ Nghề nào ấy Nó cũng có mặt trái của nó Em đã xác định vào đây làm Thì nên bỏ cái tôi của mình Có công việc nào dễ dàng đâu Có đúng không nào Nhàn hạ mà một tháng 15 đến 20 triệu Thì không có Em hiểu chị nói chứ Phượng im lặng không lên tiếng Cô không ngốc Ý tứ trong lời của chị Hà cô đã lờ mờ có thể đoán ra đôi chút. Nhưng cô có thể lựa chọn hay không? Không, cô không còn lựa chọn. Chỉ cần có tiền là cô nhất định phải làm. Vì con, cô phải làm tất cả. Nói chung thì em cứ cố làm như bình thường thôi. Đừng có tỏ vẻ gì. Chị nói cho em biết, đa số nhân viên làm ở đây đều hay đi khách. Tiền mới dư giả được. Ngày như chị cũng vậy. Vì cuộc sống thôi em ạ. À. Chị Hà, em hiểu ạ à? cuộc trò chuyện kết thúc khi có tiếng của anh quản lý gọi bên ngoài hai chiếc xe một đen một trắng sang trọng dừng lại ngay trước cửa nhà hàng thiên quân cùng với một người đàn ông nữa bước ra từ hai chiếc xe người đàn ông mới hưng phấn nói ê quân sao hôm nay tự dưng lại nổi hứng đi hát thế à thiên quân tay đút túi quần chậm rãi bước vào trong ngày hôm nay tao mệt quá tao muốn xả thôi. Ông già tao đi công tác rồi. Để lại cho tao một đống công việc ở công ty. Mệt gần chết. Thế mày có muốn tìm em nào? Vui vẻ không? Tao gọi cho. Thiên quân ra vẻ không hứng thú. Cái chỗ này á, em nào tao cũng nhặn mặt hết rồi. Chẳng có hứng thú. Vừa đúng lúc này thì quản lý chạy ra đon đà. Ôi, anh Quân, anh Bảo, lâu lắm rồi, hai anh mới tới. Ông anh cứ khéo đùa, hai thằng này tới đây suốt, chứ lâu đâu mà lâu. Ông anh cho một phòng VIP đi. Ok, để em gọi mấy cô em đến uống cùng hai anh cho vui nhá. Thôi thôi, dạo này bạn anh nó kén lắm, có cô nào tươi mới thì được, chứ còn không thì thôi. Tài quản lý mới vội nói ngay. Ok, hôm nay có một em mới tới ạ, à? gái quê chân chất, trẻ tuổi mơn mởn để em gọi vào tiếp rượu hai anh. Bảo rút trong ví cho tài quản lý hai tờ 500 nghìn, rồi cùng với Thiên Quân đi vào phòng VIP. Phượng đang cùng với chị Hà sắp rượu vào khay, thì anh quản lý xuất hiện và nói. Phượng này, em đem hai chai rượu vang đi theo anh qua phòng VIP 1. Có khách đang đợi đấy. Phượng sững sờ, tất cả nhân viên đều đồng loạt nhìn cô. Vừa đến đã có khách, đúng là khiến người khác phải ghen tị phượng nào có kinh nghiệm gì mà hiểu được suy nghĩ và ánh mắt của bọn họ duy chỉ có chị hà là vui vẻ nói với cô này mau đi đi nhớ cư xử cho tốt đấy phượng cũng cười lại với chị hà rồi nhanh chóng đem rượu đi theo anh quản lý đứng trước cửa phòng vip anh quản lý không ngừng dặn dò khách hàng này là khách vip nhớ chưa em phải khéo léo nhớ đấy đừng có làm anh thất vọng Ừ, dạ vâng à lúc đưa tay vặn nắm cửa cảm giác hồi hộp lúc trước bất chợt lại ùa về khiến cho cô không hiểu tại sao vừa thấy có người bước vào cả bảo và quân đều đồng thời nhìn về bên này phượng mới run bắn lên bảo lên tiếng qua đây qua đây rót rượu đi em phượng nghe theo và đi tới một bên sau đó cúi người rót đầy hai ly rượu vang đỏ vì run rẩy mà rượu đã bị sánh ra ngoài một ít Quân chào mày và không nói gì Nói xong Phượng mới ngẩng mặt lên Vô tình lại chạm phải ánh mắt của Quân Cô run bắn lên Lại lập tức cúi mặt và lý nhí Ờ à, rượu Của hai anh đây à Bảo tiếp tục nói chuyện Em mới tới đây làm việc à Dạ vâng à Hèn gì nhìn em lạ hoắc Rót rượu còn không thành thạo nữa Tại sao mà em run thế dạ em em đâu có run đâu ạ à? đây này tay của em đang run cầm cập đấy em sợ à phượng vội vàng rụt tay lại nhưng vì bị nắm quá chặt mà không thể rút tay về được cô mới vô thức lên tiếng anh mau bỏ tôi ra ơ ừ, thế cô em như thế này đến đây xin việc để làm gì đã vào đây làm mà thái độ như vậy thì sớm bị đuổi thôi phượng lúc này hoảng loạn không biết làm gì cho đúng. Mày đúng lúc này thì điện thoại trong túi của Bảo đổ chuông. Bảo bỏ tay cô ra và nghe điện thoại. Nghe xong thì quay sang nói với Quân. Mày ngồi ở đây một tí nhá, chờ tao. Tao đi 30 phút rồi tao quay lại. Ừ. Bảo đi rồi lúc này chỉ còn lại Phượng và Quân. Không khí im lặng đến ngột thở. Phượng cảm nhận người đàn ông trước mắt, tuy từ đầu đến cuối đều im lặng, lại khiến cô bị áp lực mà không rõ nguyên nhân. Đối diện với anh ta, Phượng không thể hiểu được mình nữa. Ngày lúc luống cuống, điện thoại của Quân cũng đổ chuông. Quân nghe máy, không biết người bên kia nói gì, mà Phương giật bắn người khi nghe Quân gầm lên. Cô bị thần kinh à? Tôi nói rồi, đừng có làm phiền tôi. Mẹ kiếp! Hét xong vào điện thoại, Quân ném điện thoại xuống đất và vỡ ra từng mảnh. Phượng nhìn chiếc điện thoại cảm ứng đắt tiền, thì tiếc đứt ruột theo quán tính, cô bèn cúi xuống nhặt lên. Quần nheo mắt nhìn cô và nói: "Không phải nhặt." Phượng vẫn tiếp tục nhặt và không quên nói: "Tôi nhặt giúp anh thôi, điện thoại đắt tiền như vậy, anh không tiếc à?" "Tiền, lại là tiền." Quần nghĩ đến việc Mi Vân vì tiền mà làm vợ bố anh thì nổi điên bật dậy, tóm lấy Phượng, ném cô ta lên ghế sofa. Anh làm cái gì thế hả? À? Hai mắt của Quân lúc này đỏ ngầu nhìn Phượng, đang chật vật trên ghế. Tiền, đàn bà chúng mày thích tiền lắm đúng không? Được thôi, mày chiều tao đi, tao cho mày tiền. Nhìn Quân từ từ áp sát, Phượng tái mặt sợ hãi. Anh, anh định làm gì tôi? Tôi cấm anh, tôi... Lời nói của Phượng bị Quân nuốt chừng, thân hình cao lớn nặng trịch của anh ập tới, đé lên người của Phượng, Tay anh ta tốc váy cô lên tận eo, sau đó xâm nhập vào nơi riêng tư của Phượng. Phượng mới còng người lên chống cự, nhưng lại trong vô ích. Hai chân bị quân đe cứng, không thể cử động. Trong hoảng loạn, cô vươn tay sang bên cạnh và vớ được ly thủy tinh đựng đầy áp rượu vang. Không giò dự, cô phang cả ly rượu vào đầu của quân. Choàng một tiếng, cả người của quân cứng đờ trong giây lát. Rượu vang đỏ, lẫn máu, từ từ chảy trên đầu xuống, Hai mắt của quân trợn trừng và như không thể tin được chuyện vừa rồi đã xảy ra. Nghe thấy tiếng động, một nhân viên từ bên ngoài mở cửa đi vào. Nhìn thấy tình hình bên trong thì ngây ngần người. Sau đó nhanh chóng chạy đi báo với quản lý. Khi quản lý chạy vào phòng hát, cả Phượng và Quân đều đã tách nhau ra. Phượng lui vào một góc, cả người co lại sợ sệt, lén nhìn Quân. Ngược lại Quân bình thản ngồi trên ghế sofa, mắt hướng về phía Phượng nhìn chòng chọc, chọc, Cái nhìn khiến Phượng nổi hết da gà. Chán của Quân bị một mảnh thủy tinh cứa rách. Rượu vang khiến mái tóc hơi đen, bệ bết lại. Áo sơ mi bị rượu lẫn máu nhuộm đỏ một màng trước ngực. Trông rất là nhách nhác, luộm thuộm. Quản lý vừa nhìn là biết ngay nhân viên của mình gây họa. Anh ta vội vàng nhìn Quân áy náy rồi nói lời xin lỗi. Ôi, em xin lỗi. Là do em chưa dạy nhân viên kỹ càng để em cho người đưa anh đến bệnh viện kiểm tra quân vẫn không rời ánh mắt cất giọng lạnh tanh khỏi cần ôi như thế làm sao được ạ à? để em gọi người tới quản lý nói xong thì lấy điện thoại gọi một cuộc gọi xong anh ta nhìn phượng đang co rúm trong góc và nói to con kia mày đi lại đây phượng bèn đi qua chỗ anh ta mày quỳ xuống đi mày xin lỗi khách hàng Dạ. Tài quản lý không nói một lời, lập tức vung tay cho Phượng một cái tát lệch cả mặt. Tao nói mày quỳ xuống xin lỗi khách hàng. Mẹ kiếp, tao kêu mày vào đây phục vụ khách, chứ không phải vào đây để đánh khách hàng của tao. Mẹ kiếp. Phượng bị tát lào đảo muốn hủy xuống. Cô không còn cách nào khác, bèn cắn răng quỳ xuống trước mặt của quân và nói nhỏ. Xin lỗi anh, Tay quản lý lại đạp vào bụng của cô một cú. Mày nói to lên, mồm mày bị tịt rồi à? Cái con chó cái này. Lúc này thì Phượng mới nghiến răng và nói rất to. Xin lỗi anh. Quân nhìn cô quỳ trên đất, mặt chẳng có chút phản ứng gì. Chỉ có tâm can là âm thầm nổi sóng. Người đàn bà trước mặt anh có chút gì đó rất lì lợm, bướng bỉnh, thật khó mà diễn tả. Hai nhân viên khác mở cửa bước vào, quản lý liền nói. Bảo thằng công chuẩn bị xe, đưa khách đến bệnh viện. Một người vâng lời chạy đi, còn một cô khác thì tới ngồi cạnh quân, dùng khăn lau sạch sẽ đầu và chán cho anh. Quần mới thô lỗ, gạt phát đi. Khỏi cần lau, bảo cô ta tới lau đi. Quân chỉ tay vào Phượng Cô nhân viên kia không tình nguyện đưa khăn cho Phượng, mắt còn hung hăng lườm cô một cái phượng nhận lấy khăn đứng dậy từ trên đất cô bước tới vươn tay chậm rãi lau chán cho quân xe chuẩn bị xong quân nói luôn để cô ta đưa tôi tới bệnh viện sau đó băng bó cho tôi cả quản lý lẫn nhân viên đồng thời ngây người chính phượng cũng không tin được những gì mà quân vừa nói cô nhìn cái gì còn không nhanh chân nhanh tay lên ấy anh quân này hay để nhân viên khác thì hơn cô ta vụng về như vậy lỡ lại khiến anh không hài lòng thì chết ạ à? tôi nói cô ta đi thì cô ta phải đi nói nhiều thế làm gì còn cô quân lúc này mới quay qua nhìn phượng cô không mau qua đây mà dìu tôi lúc này như phượng sực tỉnh cô không tình nguyện đi tới đỡ anh ta xe chạy một mạch tới phòng khám tư nhân sau khi xuống xe người lái xe bị quân đuổi đi về chỉ còn lại một mình phượng đi vào trong chứ cô đứng đây ngây làm gì phượng bèn đi cùng quân vào phòng rửa vết thương cô y tá vừa băng bó vết thương cho quân thỉnh thoảng lại lén nhìn anh vẻ mặt mê trai rõ mồn một, một phượng vô tình thấy thế tự dưng cô cũng đưa mắt quan sát quân vẻ ngoài của anh rất khôi ngô và tuấn tú đường nét trên khuôn mặt rất góc cạnh và nam tính đôi môi mỏng của anh nếu như cười rộ lên thì chắc chắn là rất hút hồn người khác tiếc là anh chẳng bao giờ cười mặt lúc nào cũng lạnh tanh u ám khiến người đối diện về e ngại dù vậy sức hút của anh vẫn có tăng chứ không hề giảm hèn gì cô y tá kia mê mẩn cũng đúng thôi phượng quay mặt đi chỗ khác không để ý nữa đẹp trai hay không chả liên quan gì đến cô việc cô quan tâm duy nhất chính là chữa bệnh cho con mà thôi tuy bị rách một chút trên trán nhưng may mắn không phải khâu cô ta đỏ mặt rồi nói anh ơi xong rồi giờ anh đi ra ngoài thanh toán nữa là xong quân đi ra trước phượng lúc này mới lẽo đẽo theo sau ra đến chỗ thanh toán tiền quân mới nói cô còn làm gì đấy còn không mau thanh toán đi mà về ờ, cái gì cơ tôi thanh toán á cô không trả tiền thế chẳng nhẽ tôi phải trả à tôi tôi không có tiền cô không có tiền quân cửa nhạt hỏi lại không để cho cô kịp phản ứng một tay thuần thục luồn vào eo của cô lôi ra một chiếc ví nhỏ phượng gấp gáp muốn cướp lại ví của mình nhưng đã bị quân gạt đi và tay đưa lên cao anh anh mau trả cho tôi đây là tiền của tôi trả cho tôi cô khiến tôi bị thương như vậy mà còn muốn tôi bỏ tiền ra làm gì có chuyện dễ dàng đến như vậy Tôi còn chưa tính sổ với cô đâu. Mẹ kiếp, lần đầu tiên trong đời, anh bị đàn bà đánh. Phượng không quan tâm tới lời của anh nữa. Cô chỉ muốn lấy lại tiền. Đây là tiền ăn của con cô. Dù có bị nói là ích kỷ đi chăng nữa, cô cũng chấp nhận. Số tiền đó, đối với người có tiền như anh chỉ như ăn kẹo uống nước. Nhưng đối với tôi thì nó là tất cả. Trả ví cho tôi. Quân không nghe nữa, đi thẳng tới bàn thanh toán, mở ví cô ra. Lúc nhìn thấy bên trong thì hơi sững sờ. Bên trong chỉ vọn vẹn mấy tiền xu lẻ. Vậy mà cô ta đã làm quá lên như vậy sao? Phượng xông tới, giật được ví từ tay của Quân, rồi quay đầu bỏ chạy ra bên ngoài. Nhìn điệu bộ ấy của cô, Quân thấy hơi nực cười. Vì mấy đồng tiền lẻ mà làm quá lên như vậy, có đáng hay không? Quân thử xa không biết. Mấy đồng tiền lẻ trong mắt của anh chính là tiền ăn mấy ngày của con trai Phường Từ bệnh viện tư nhân đi ra, quân sờ sờ chán băng bó của mình, thì cười tự diễu. Anh bèn rút điện thoại gọi cho Bảo. Trong điện thoại, Bảo gấp gáp. Mày đang ở đâu đấy? Nghe bảo mày bị thương à? Tao đang ở đường Hoàng Quốc Việt đây. Mau qua đây đón tao đi. Tầm 15 phút sau thì Bảo tới. Nhìn chán của quân băng bó thì mới thốt lên. Ôi giời ơi bạn yêu, bạn bị làm sao thế? Quân ngồi vào xe rồi nói. Tao bị một con chó điên nó cắn. Mày có tin không? Chó điên á? Chứ không phải là bị đàn bà đánh à? Nghĩ đến Phượng, cơn giận của Quân lại bùng nổ. Với tao, cô ta là một con chó điên, chứ đàn bà gì? Mày cũng có ngày bị đàn bà đánh cửa. Thú vị thật. Mày không thấy thú vị à? Quân chào mày không đáp Bảo lại tiếp tục nói Trước giờ đàn bà nịnh mày không hết Mấy khi mới có đứa dám cự tuyệt mày Có đúng không? Mày không thấy hả? À? Quân ngẫm thấy cũng đúng Cô ta không chỉ cự tuyệt anh Mà tính cách lại rất khác biệt Khác hoàn toàn so với những cô gái khác Lòng hiếu kỳ cùng với sự hứng thú Trong quân nổi lên Trong đầu anh đang suy nghĩ điều gì đó Sao thế? Quân, thấy tao nói đúng chứ? Mày muốn chơi cô ta à? Chơi, đương nhiên là chơi. Để xem cô ta có cự tuyệt nổi tiền của tao không? Hơn 8 giờ sáng, bà giúp việc, tên Bình từ bên ngoài trở về biệt thự. Tay của bà xách một giỏ rau củ vừa mua ở siêu thị về. Lúc bà nhìn thấy Phượng ngồi xổm trước cổng như mọi hôm, bà ta thực sự bị cô làm cho nổi khùng lên. Cái cổ này, hôm nay cô vẫn mò tới đây sao? Tại sao cô lì lợm quá vậy? Tôi chỉ muốn tìm Phạm Thiên Khánh tôi. Cho tôi gặp anh ta được không? Đã nói là không có ai tên như vậy. Cô mau đi đi. Cô còn dám tới đây nữa. Tôi báo công an đấy. Rõ ràng trong giấy ghi đúng địa chỉ này mà. Tôi biết cô khinh thường tôi. Nhưng mà tôi thật sự đang rất gấp. Liên quan đến mạng người đấy hả? Bà giúp việc bỏ mạnh giò đồ xuống đất. Đi tới túm vào vai của Phượng. Lôi cô đi. Miệng thì lầm bầm. Tôi chưa bao giờ thấy ai mặt lì như cô. Cô nhìn lại mình xem, người như cô làm sao có thể quen cậu chủ nhà chúng tôi được. Cô mau cút đi, không là tôi gọi bảo vệ đấy. Phượng bị bà ta lôi ra bên ngoài, sau đó cô bị bảo vệ chặn không cho vào nữa. Bà Bình mới dặn dò ông bảo vệ. Ngàn lần đừng để cô ta vào khu này nữa. Ông bảo vệ gật đầu sau đó quay sang nhìn Phượng. Cô đi đi, chỗ này không phải là chỗ của cô có thể tới được đâu. Nhưng mà bác ơi, cháu có chuyện cần... Chuyện gì? Người như cô đến đây không phải là an xin, thì cũng có ý đồ trộm cắp. Cháu không ăn xin ạ, à, cháu cũng không trộm cắp. Không phải thì mau đi đi, nếu không tôi đánh cho bây giờ. Hết cách, Phượng đành lùi thùi quay gót trở ra, muốn tìm người đàn ông đó. Trước đã khó, nay lại càng khó thêm. Biết tên biết địa chỉ nhà thì làm sao chứ Cô vẫn không thể gặp được anh ta Ruột gan của Phượng dối rắm Nhất định phải tìm ra cách gì đó Phượng đi ngơ ngẩn một lúc trên đường Sau đó quay trở lại bệnh viện với con Đến tối Phượng cho điện thoại ví tiền vào túi sách Rồi đi tới chỗ làm Cứ tưởng sau chuyện đó Anh quản lý sẽ chửi ghê lắm Nhưng mà không Thái độ của anh ta vẫn bình thường Thậm chí còn vui vẻ với cô hơn trước Điều đó khiến cho cô lơ ngơ không hiểu gì. Chị Hà mới khoác vai của cô, đi vào trong phòng thử đồ. Phượng này, hôm qua em có bị làm sao không? Dạ, em không ạ. Lần sau em nhớ rút kinh nghiệm, đánh khách hàng là điều cấm kỵ đấy. Nhiều đứa khác là bị tẩn một trận rồi, sau đấy là bị đuổi việc đấy. Dạ, em nhớ rồi, em không làm thế nữa đâu. Mà kể ra mày cũng may mắn đấy, Người hôm qua em đụng phải Nghe nói là con của một gia đình tài phiệt Rất là có tiếng trong giới kinh doanh Anh ta nổi tiếng chịu chơi hào phóng bậc nhất Em mà chiều anh ta một đêm Thì chắc chắn là em có một khoản tiền lớn rồi Chịu chơi Hào phóng ư Cô có nghe nhầm không Cái người hôm qua ki bo với cô mấy đồng tiền băng bó Không phải là anh ta sao Chịu chơi hào phóng cái nỗi gì Chỉ được cái bốc phét là giỏi Em có thấy tụi con Linh không? Nó được tiếp mấy ông kia mấy lần rồi. Lần nào cũng được cả chục triệu bạc. Hôm qua em dành mất khách VIP của nó. Nó kể xấu em quá trời quá đất. Đến khi thấy em xích mích với ông kia thì nó mừng ra mặt đấy. Hãm đến thế là cùng. Cả hai đang nói chuyện vui vẻ thì con Linh từ đâu xuất hiện rồi quát lớn. Này con Hà, mày nói cái gì tao đấy? Chị Hà không thèm trả lời mà nói chuyện với Phượng. Thay đồng phục đi, chúng mình ra ngoài thôi. Phượng gật đầu, cô thay nhanh đồ rồi cùng chị Hà bỏ đi. Sau lưng vẫn nghe tiếng con Linh đai nghiến. Hừ, hm. hai con đĩ, đi nói xấu sau lưng của tao. Tụi mày không bằng tao nên ghen ăn tức ở à? Người mới thì làm sao? Gái quê thì làm sao? Cuối cùng, vẫn là cái loại ngu ngốc. Chị Hà quay lại trừng mắt nói với Linh. Này, mày vừa nói cái gì đấy? Mồm mày, sao còn thối hơn cả cất chó thế hả? À? Tao nói đúng mà. Có thối ấy, thì thối cái con mẹ mày. Ấy. Chị Hà mới bực tức, lôi con Phượng ra bên ngoài. Tối hôm ấy khách ra vào nườm nượp, nhân viên chạy ngược chạy xuôi, ai cũng bận rộn. Duy chỉ có mỗi Phượng là ngồi rảnh rang. Tụi con Linh thấy vậy thì ghen ghét lắm. Nó chạy đi kiến nghị với quản lý, không ngờ lại bị quản lý nói lại. Mày ghen tị cái gì nó mới đến làm sao tiếp khách được như tụi mày. Để nó học hỏi dần, sau đấy tính tiếp. Còn Linh trợn mắt to và không thể tin. Đây là một sự ưu ái vô cùng rõ ràng. Mới hôm qua Phượng gây gỗ xong, hôm nay lại chẳng bị đuổi việc, mà còn được ưu ái đến như vậy. Đúng lúc Quân một mình bước vào nhà hàng, quản lý thấy, liền hiểu ý và bảo Linh đi gọi Phượng. Nó mới vùng vằng đi mất. Tay quản lý nịnh nọt nhìn Quân. Anh Quân, Em cho người gọi cô ta rồi. Anh vào phòng VIP 1, đợi một tí nhé. Được, nhớ những gì tôi dặn dò đấy. Dạ vâng, em biết rồi. Phượng đem một chai rượu ngoài bước vào phòng VIP 1. Tâm trạng hơi lo lắng, không biết người mình tiếp hôm nay là ai. Vừa nhìn thấy người trong phòng là Quân, cô ta ngạc nhiên đến mức suýt nữa thì đánh rơi chai rượu trên tay. Giọng của Quân mới vang lên. Ấy ấy, cô đứng cho vững, Chai rượu trên tay của cô nhập khẩu từ Pháp về đấy. Giá trên thị trường là 3.000 USD. Cô làm vỡ. Cô không có tiền mà đền nổi đâu. 3.000 USD sao? Phượng Hoàng quá vội túm chặt chai rượu trên tay. Vì cô sợ bị rơi mất. Quân nhìn thấy hành động đó của cô thì phi cười. Cô bước qua đây, rót rượu cho tôi. Đứng đấy làm gì? Phượng không còn cách nào. Sau đó cô đi tới. Quân rót ra hai ly và đầy về phía cô một ly rượu uống đi phượng nhìn ly rượu không biết nói gì sao thế cô không biết uống à phượng mới lắc đầu sau đó quân lại nói tiếp có tiền là uống được chứ gì phượng vô thức gật đầu sau đó lại lắc đầu quân khinh thường rút ra bốn tờ năm trăm nghìn đặt lên bàn một ly năm trăm nghìn uống hết bốn ly số tiền này sẽ thuộc về cô phượng nhìn số tiền lòng thầm kích động sau cùng cô cắn răng nhắm mắt nâng ly uống một hơi cạn sạch rượu đi đến đâu nóng người đến đó toàn thân của cô chẳng mấy chốc mà nóng gian lên còn ba ly phượng cắn răng uống hết ba ly còn lại sau đó vươn tay cầm lấy tiền trên bàn nhét vào túi áo đầu óc của cô bắt đầu choáng váng rượu vào thì lời ra phượng bắt đầu làm nhảm tôi uống hết rồi tôi lấy tiền nhá quần tức cười lại có chút thú vị nhìn chằm chằm vào cô men rượu khiến mặt cô đỏ ửng lên trông cô vô cùng xinh đẹp để hấp dẫn anh cô lấy tiền rồi mới nói ai chơi thế phượng cầm ly rượu không gõ lem keng tiền ăn mấy ngày tới không phải lo nữa rồi cái gì mà tiền ăn mấy ngày tới sao anh làm sao mà biết được cuộc sống của người nghèo chúng tôi cơm ăn hôm nay lại lo nghĩ đến ngày mai bé nhật nó đói tôi cũng đói nhưng tôi không bao giờ để cho bé nhật của tôi đói này cô say rồi đấy say á say là cái gì tôi đang bay mà tôi đang bay trên mây đấy quân đã biết cô say rồi bốn ly rượu mạnh không say mới là lạ sau đó quân mới nhìn cô bất chợt túm cô kéo vào lòng môi hướng vành tai của cô cắn nhẹ phượng bị kích thích bèn bật ra tiếng ưm um ưm um, càng khiến cho quân dâng lên lửa dục vọng tay anh không tự chủ được mà mò mẫm vào trong da thịt của cô phượng đang lim dim mắt bỗng dưng cả người cứng đờ đẩy mạnh quân sang một bên tỉnh táo hơn một tí này anh làm cái gì thế bất hứng quân không vui nữa tôi làm gì á cô bị điên à này anh đừng có hòng mà ăn trộm tiền của tôi nghĩ anh sờ soạn người là muốn trộm tiền sao cô này đúng là thú vị quân nói hết nổi sau đó kéo mạnh cô vào lòng mình một lần nữa kìm ném dục vọng tôi không trộm tiền của cô tôi cho cô tiền nếu như cô ngủ với tôi tôi sẽ cho cô rất nhiều tiền có được không rất nhiều tiền á. À. Có thật không? Tôi không lừa cô. Tiền thì tôi không thiếu. Quân dùng lời nói, từng bước từng bước dụ dỗ Phượng. Tay anh hướng cúc áo của cô giật nhẹ một cái. Từng cúc đứt ra. Tay của quân nhanh chóng luồn vào trong áo, xoa nắn bầu ngực của cô. Chưa bao giờ anh có dục vọng lớn thế này, ngoại trừ một lần cách đây 6 năm về trước. Tay của anh di chuyển xuống sống lưng của cô. Miệng bật ra một lời nói. Cô thật sự rất hấp dẫn, tôi muốn yêu cô. Phượng Vốn đang chìm trong dục vọng, đột nhiên cả người cô cứng nhắc, mắt mở to ra, chân của cô co lại, bất ngờ đạp vào người Quân ra khỏi người mình. Cô nhìn Quân ngã nhào, sau đó lắp bắp nói: "Anh anh là bởi vì câu nói vừa rồi Quân nói ra rất ám ảnh. Ám ảnh cô từ 6 năm trước." Quần ngã ngồi trên mặt đất. Anh đưa mắt nhìn Phượng. Nhìn sắc mặt tái mét cùng với bộ dạng kinh hãi của cô. Bỗng dưng anh thấy mình giống như một tên dâm tặc, không hơn không kém. Phạm Thiên Quân. Anh cũng có lúc bị đàn bà cự tuyệt cơ đấy. Hơn nữa, còn bị một người đàn bà cự tuyệt những hai lần. Quân ngồi đó, miệng nở một nụ cười diễu cợt chính mình. Thật là khôi hài quá đi mất. Sao tự dưng anh lại trở nên kém cỏi như vậy? Chẳng lẽ sức hút của anh đã bị giảm đi ư? Quân chống tay đứng thẳng người lên, nhìn Phượng một cái nữa rồi im lặng đi ra khỏi phòng. Không có quát tháo ẩm mỹ, chẳng có cơn giận điên cuồng nào, anh cứ thế mà bỏ đi. Phượng nuốt ực một ngụm nước bọt, mắt nhìn theo bóng lưng của quân, khuất nơi cánh cửa. Đầu óc của cô lúc này tỉnh táo hẳn ra. Cô lại vừa gây họa nữa rồi sao? Trời đất ơi! Quân không biết vì sao mình lại buồn bực, vì bị đàn bà cự tuyệt, có lẽ là hơi hài hước. Anh tìm đến vũ trường uống rượu một mình. Trong ánh sáng nhấp nháy của vũ trường sôi động, đôi mắt của anh lim dim nhìn ra sàn nhảy, bao nhiêu thân hình đang lắc lư. Quân chợt nhớ đến Mi Vân. Cô ta nhảy rất đẹp, khi vẫn còn là bạn gái của anh, cô ta không dưới 10 lần nhảy cho anh xem. Nói về nhảy, chưa ai có thể vượt qua được Mi Vân. Chỉ tiếc Quân chút một hơi thở thật dài, phiền muộn cực điểm. Sáu năm rồi, tình cảm anh dành cho Mi Vân cũng chấm hết rồi. Vậy mà lúc này đây lại vô cớ phiền muộn vì một người đàn bà khác, người đàn bà chỉ mới gặp vòn vẹn có hai lần. Quân lại nâng ly rượu lên và uống cạn. Một lúc sau thì Bảo đến, nhìn Quân dáng vẻ bất cần, chán đời uống rượu dài sâu, thì Bảo mới khoác vai bạn nói to: Sao thế? Lại có chuyện gì? Nói tao nghe xem nào. Quần gạt tay của Bảo ra khỏi vai của mình. Chẳng có chuyện gì. Thế cái mặt của mày làm sao đấy? Cái mặt của tao làm sao? Y hệt khỉ ăn ớt. Này, cô nào lại chọc mày? Này, mày không nói được câu nào hay hơn à? Mày hỏi cái gì mà mày hỏi lắm thế? Mày y như thằng đàn bà Này, tao đang muốn an ủi mày. Mày nói như thế là có ý gì? Cái thằng điên Quân dùng tay đấm vào một cái vào lưng rồi nói Mày nhiều lời quá Uống đi Quân cầm nguyên cả chai rượu lên Sau đó tu ứng ực Mày kiếm cho tao một em đi Đêm nay tao muốn xả Cần gì phải kiếm Ngoài kia kia Gái thiếu gì Mày hầm một tiếng Chả khối em theo ấy chứ Lời của bảo bất chợt làm quân nhớ đến Phượng Tâm trạng vốn đã dịu đi nay lại bùng cháy tại biệt thự mi vân tay cầm điện thoại liên tục gọi cho quân nhưng không ai bắt máy gọi không được khiến cho cô ta bực bội ném đồ đạc loạn xạ bà bình vội cúi sau đó lượm mảnh vỡ dưới chân thì bị cô ta quát bà cút xuống bếp đi bà cứ lẩn vờn trước mặt tôi làm gì tôi đang bực mình lắm đây dạ để tôi dọn sạch cái mảnh thủy tinh đã lỡ bà không may dẫm phải thì chết à tôi không cần bà lo tôi bảo bà cốt thì bà cốt đi bực bội bà bình không dọn dẹp nữa đi vội vàng vào trong bếp sau lưng còn nghe loáng thoáng tiếng của mi vân tức tối thật chẳng ra làm sao giờ này mà còn chưa về bà bình mít khựng lại dè dặt nói bà chủ đang đợi cậu chủ về à thím hỏi làm gì không có gì đâu bà nhưng mà nhưng cái gì bà muốn nói cái gì thì bà nói đi chuyện là mấy hôm cứ có một người phụ nữ ăn mặc quê mùa đến đây để tìm cậu <laughs> chắc lại mấy cô ả à muốn tìm đến đây bắt vả moi tiền chứ gì bà để ý làm cái gì bà có đuổi thằng cổ cho tôi tôi cũng nghĩ như vậy nhưng mà người phụ nữ đó lại biết tên thật của cậu nên tôi mới thắc mắc. Mì Vân hơi sững lại, trong đầu thầm lấy làm lạ, nhưng không nói gì nữa. Vừa định gọi điện cho quân, thì ngoài cửa có một người bước vào. Bà Bình mới kêu lên. Ôi, ông chủ, ông đã về. Một người đàn ông trung niên xuất hiện, dáng vẻ cao lớn. Tuy đã lớn tuổi, nhưng vẫn không giấu đi được nét phong độ vốn có. Ông ta là Phạm Thiên Hùng, cũng chính là bố của quân, Nhìn thấy ông ta Mi Vân làm ra vẻ mừng rỡ Sau đó chạy tới Anh Thiên Hùng Anh về rồi à Ông ta ưm một tiếng Kéo Mi Vân vào phòng Rồi đóng sập cửa lại Phượng cứ nghĩ mình sẽ không gặp lại quân Sau hai lần gây họa ấy Nhưng cô đã nhầm Buổi tối của hai ngày sau Quân lại một lần nữa xuất hiện Tại phòng VIP 1 Và Phượng cũng chính là người tiếp diệu anh Quân ngồi trên ghế, dáng vẻ mệt mỏi, ủy oải. Anh không thèm nhìn cô nữa, cũng chẳng nói câu nào. Phượng rót ra bao nhiêu ly, anh đều uống hết một hơi. Này, nãy giờ anh uống 10 ly rồi đấy. Quân vò đầu, khiến tóc tai rối loạn. Thì sao? Cô muốn quản tôi à? Ấy, tôi không có ý đó. Nhưng mà nhìn anh không được ổn cho lắm. Tôi không ổn ấy. Cũng mặc kệ tôi Có nhiều lời làm gì Tôi đi ngủ đây Cô ngồi yên ở đấy Không được đi đâu đấy Nhớ chưa Quân ngà người xuống ghế Không đầy 5 phút đã ngủ say Phượng bèn đặt chai rượu sang một bên Mắt vô thức lại nhìn quân chăm chú Người đàn ông này nói năng cáu bản Thô lỗ Nhưng lại được cái đẹp trai Lúc ngủ cũng đẹp nữa Nếu như anh ta biết dịu dàng một chút thì có lẽ là một người đàn ông hoàn mỹ và toàn diện. Không biết ngắm nhìn quân bao lâu, Phượng đột nhiên thấy mắc tiểu. Cô nhìn quân vẫn ngủ say xưa, cô bèn nhẹ nhàng đi ra ngoài một lát. Ngay lúc Phượng đi vệ sinh, có một bóng người âm thầm lèn vào trong phòng VIP. Khoảng 5 phút sau, Phượng trở lại, cô nhàm chán nghịch nghịch ly rượu trong tay để giết thời gian. Thêm một tiếng đồng hồ sau, thì quân mới bắt đầu tỉnh dậy. Anh nhìn Phượng một cái, Thấy cô vẫn ngồi tại đó thì mới lên tiếng nói. "Nãy giờ cô không nhân lúc tôi ngủ mà cô rời đi đâu đấy chứ?" "À vâng, đương nhiên là tôi không đi rồi." "Tốt đấy." Quần chỉnh lại quần áo, tóc tai rồi đứng dậy bước ra khỏi phòng. Đến trước quầy thu ngân, còn mới phát hiện ra là ví tiền trong túi quần của mình đã không cánh mà bay. Vừa lúc đó, Phượng cũng đang đi tới. Quần bèn giận dữ tóm chặt lấy tay của cô, gằn lên: là cô Cô đã lấy trộm ví của tôi Có đúng không? Mẹ kiếp Tiền mất thì anh không tiếc Chỉ tiếc tấm hình kỷ niệm của người mẹ quá cố Anh luôn cất giữ trong cái ví Phượng hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra Tay bị nắm chặt đau nhói Cô ngạc nhiên hỏi quân Anh vừa nói cái gì vậy? Tôi không hiểu Cô còn giả vờ sao? Chỉ có cô ở đó cùng với lúc tôi thiếp đi Không phải là cô lấy Thì má quỷ nào lấy? Tôi thực sự không lấy ví của anh. Xin anh hãy tin tôi. Tin cô? Có loại người phụ nữ tham lam như cô. Thì làm sao tôi có thể tin? <laughs> Phượng sững sờ nhìn Quân. Trong lòng trùng xuống. Quân nói đúng. Loại người như cô thì ai có thể tin tưởng chứ? Nếu như cô đàng hoàng, thì cô đã không đâm đầu vào nơi này. Đã chấp nhận vào đây, cũng đồng nghĩa với việc bị người ta khinh thường. Cô còn có thể thanh minh được gì nữa đây? quản lý cùng với hai gã bảo kê vội vàng chạy tới. Lại có chuyện gì thế anh? Quân không nói gì, chỉ dùng ánh mắt giận dữ nhìn Phượng chằm chằm. Quản lý nhìn sắc mặt của Quân liền hiểu ngay, Phượng lại gây họa nữa. Anh ta mới hướng mắt nhìn Phượng, sau đó gầm lên. "Cái con kia, mày lại gây chuyện có đúng không?" Phượng cắn chặt môi không trả lời, hai tay đan chéo vào nhau từ bao giờ. Tên quản lý quay sang nhìn Quân giọng dịu dàng nói à anh quân chẳng hay con này nó gây chuyện gì với anh thế à giọng quân lạnh tanh rồi lên tiếng tự đi mà hỏi cô ta tên quản lý lại quay sang phượng bất ngờ vung tay cho cô ta một cái tát thật mạnh lập tức khóe miệng của cô dì máu mày nói ngay mày đã làm gì hả con chó cái này phượng bị đánh cho lảo đảo nhưng cô tuyệt nhiên không hé miệng nói dù chỉ một câu bộ dạng chết không khuất phục ấy của cô đã rơi vào mắt của Quân. Không hiểu tại sao tự dưng anh lại có một nỗi buồn bực khó hiểu. Cô ta ăn trộm ví của anh. Vì sao anh lại không đành lòng khi nhìn cô ta bị đánh? Quân tự hỏi và không thể nào tự trả lời được. Thấy Phượng lì lợm ngậm chặt miệng, tên quản lý ra hiệu cho hai gã bảo kê. Hai gã kia liền tiến tới đánh tới tấp vào mặt của Phượng. Còn mẹ mày, mày giờ thói lì lợm với ai vậy hả? còn chó cái này Mày có mở mồm ra không Tao đánh gãy hết răng bây giờ Nói Phượng nằm co cắp trên đất Tay ôm lấy người Không hé răng dù chỉ một từ Cô không muốn khuất phục Nhất định là không khuất phục Tên quản lý cười gằn Mày vẫn câm cái mồm có đúng không Tội mày Lột đồ nó ra cho tao Để tao xem nó nhờn mặt được bao lâu Lập tức hai tên bảo kê thô bạo nắm lấy áo của cô đang mặc, hùng hăng xé doạt một tiếng. Da thịt của cô lập tức lộ ra. Phượng hét lên một tiếng, đưa tay che chắn chỗ bị xé. Ngay lúc này, hai gã kia định lột tiếp, thì cô không nhịn được nữa. Cô mới gằn lên, nhìn vào quát lớn. Các người! Lúc này thì quân không nhịn được nữa, anh cũng quát to. Đủ rồi, dừng tay. Hai gã kia bèn dừng ngay hành động, đưa mắt nhìn tên quản lý như muốn hỏi ý kiến quản lý lúc này mới nhìn quân cung kính anh cứ để đấy em dạy nó cái loại nhân viên mất dạy này không dạy là không được anh à tôi nói dừng lại tôi không truy cứu nữa à, cảm ơn anh em xin đảm bảo với anh là không có chuyện này xảy ra thêm một lần nào nữa à quân không nói gì thêm nữa mà quay người bỏ đi tay quản lý gườm gườm nhìn phượng rồi nói xem như là mày gặp may nếu không hôm nay mày xác định rồi đấy bây giờ mày cút đi mày bị đuổi việc tên quản lý và người của anh ta đi rồi chị hà mới vội vàng chạy tới đỡ phượng dậy và lo lắng hỏi han em có làm sao không trời đất ơi chảy máu miệng rồi đây này em không sao đâu em không chết được đâu thế tại sao em ngốc nghếch thế em không thanh minh cho mình Tại sao lại để bị đánh như thế này? Thanh minh á chị? Thanh minh có tác dụng gì ạ à, chị? Càng thanh minh, họ càng nghĩ em đang bao biện mà thôi. Như vậy còn đỡ hơn là bị đánh. Nhưng mà, em có lấy tiền của khách không? Chị Hà, em không lấy. Phượng được chị Hà dìu vào phòng thay đồ. Không ngờ lại bắt gặp con Linh ở trong đó. Nó nhếch miệng cười cười. Đáng đời chưa? Cho chừa cái tội ăn trộm ăn cắp. Chị Hà lúc này căm tức nhìn con Linh rồi lên tiếng. Mày im mẹ cái mồm mày đi, mày biết cái đéo gì mà mày nói. Biết chứ sau không biết. Nó ăn trộm tiền của khách nên bị đánh. Phượng nghe đến đó thì ngẩng mắt lên nhìn Linh chằm chằm. Thì ra là mày, chính mày. Tao làm sao, tao cái gì? Mày muốn nói cái gì? Nhìn vẻ mặt của con Linh Phượng mới lờ mờ nhận ra chính nó là người gài bẫy cô, là con Linh, chứ không ai vào đây hết, là nó muốn vu oan giá họa cho cô. Nghĩ đến vừa nãy bị đánh không thương tiếc, lại bị đuổi việc, cơn giận của Phượng bốc lên đầu. Cô mặc cả người đau nhức, nổi điên, lao vào túm tóc con Linh, giật tới tấp. Thì ra là mày, mày gài tao, chính mày lấy, chính mày mới là người ăn trộm. Con Linh không ngờ Phượng bình thường rất hiền lành, nay lại nổi khùng lên như vậy cô ta bị giật tóc nên kêu la oai oái tay cố gỡ ra liền bị phượng co chân đạp vào bụng chị hà thấy như vậy cũng lao tới đánh con linh túi bụi chị một tay nắm đầu con linh tay kia hung hăng tát nó tát đến mức đau cả tay con linh bị đánh bẹp dí trên đất phượng lục túi quần con linh mở tủ đồ nó ra kiếm thành công tìm được chiếc ví mà quân đã bị mất có lẽ con linh nghĩ rằng sẽ không ai biết nó là người lấy trộm nên cứ ung dung để tăng vật ngay trong tủ đồ linh thấy phượng lục ra chiếc ví thì kinh hãi vùng lên định cướp lại chị hà lập tức đạp cho nó thêm một cú sau đó nó ngã chồng vó còn chó để xem mày chối được nữa không mày ăn trộm mày lại còn gài bẫy hại người cái loại như mày ấy, chỉ có đi bốc cất mà ăn cho đẹp đời phượng mang ví đến trình cho tên quản lý anh ta đổi ý không đuổi việc cô nữa Mà lập tức đi hỏi tội con Linh Sáng ngày hôm sau Phượng cẩn thận đút cháo cho bé nhận Thằng bé tỏ vẻ tiêu nghỉu Phượng liền lên tiếng Con làm sao thế Con không muốn ăn à Dạ không Nhưng mà con có thể tự múc được Con lớn rồi mẹ Phượng cảm động muốn khóc Cô bèn đưa thìa múc cháo cho con ừ bé nhật của mẹ lớn rồi còn tự múc ăn đi bé nhật đón lấy thìa và múc cháo ăn ngon lành phượng nhìn con thì không nhịn được rơi nước mắt cô bèn bỏ ra ngoài khóc thầm từng tiếng cô thực sự không muốn khóc chỉ là không thể tự chủ được cảm xúc của bản thân mình ngay sau đó thì bác sĩ gọi cô đến văn phòng ba ngày nữa cháu sẽ được tiến hành đợt hóa trị lần hai Việc ghép tùy, chúng ta nên làm càng sớm càng tốt cô ạ. À? Dạ vâng. Số tiền cho lần hóa trị này tăng lên 100 triệu. Cô sớm chuẩn bị đi nhé. Môi của cô cứng đờ trong giây lát. Lúc từ phòng bác sĩ bước ra ngoài, cả người của cô cứ ngẩn ngơ rất lâu. 100 triệu ư. Ba ngày nữa cô biết lấy đâu ra bây giờ. Trong tay cô hiện giờ chỉ còn đúng 30 triệu. Từ số tiền lấy của Hưng... Cô không biết phải làm gì bây giờ nữa. Đầu óc của cô quay cuồng. Bất chợt cô nhớ đến quân. Nghĩ đến việc anh ta bỏ ra 2 triệu. Chỉ để ép cô uống 4 ly rượu. Nghĩ đến anh ta từng nói. Sẽ cho cô rất nhiều tiền. Nếu như cô chịu ngủ với anh ta. Trong đầu của Phượng. Liền nảy ra một ý định. Đến tối Phượng tới chỗ làm. Nhưng cô không vào mà ngồi trực trầu ngay gần đó. Chờ xem hôm nay quân cô đến không. Chờ mãi hai tiếng đồng hồ trôi qua, rốt cuộc quân vẫn không thấy xuất hiện. Đang định đi về thì cô chợt nhìn thấy một chiếc ô tô đi qua trước mặt và người trên xe lại chính là quân. Chiếc xe đi thêm một đoạn nữa rồi dừng lại trước một quán cà phê. Từ xa Phượng nhìn thấy quân bước ra khỏi xe rồi đi vào trong quán. Tầm 15 phút sau anh lại quay trở ra. Phượng nhanh chóng lao tới trước mặt của quân, chặn lại và không cho anh ngồi vào xe nhìn thấy phượng quân mới nhướng mày cô định làm cái gì đấy tôi tôi có chuyện muốn nói với anh quân chống tay vào cửa xe nhìn cô không rõ ý tứ là gì cô nói đi tôi tôi biết tôi nói thế này là không đúng nhưng tôi nhờ anh một việc có được không nhờ tôi việc gì tôi anh có thể cho tôi mượn một ít tiền được không? Nhắc đến tiền, trên mặt của quân lại xuất hiện sự trào phúng rõ rệt. Cô muốn mượn tiền của tôi á? Vâng, tôi... Cô muốn mượn bao nhiêu? 70 triệu. Tôi đang cần 70 triệu. Chỉ cần anh chịu cho tôi mượn. Anh muốn tôi làm gì cũng được. Quân đột nhiên cười rộ lên giống như đang nghe điều gì đó rất nực cười. 70 triệu á? Tôi muốn làm gì cũng được á. Vâng. Cô đang định bán thân cho tôi. Với giá 70 triệu à? Tôi... Cô có còn trinh không? Phượng nghe xong thì giật mình. Sau đó cúi gằm mặt xuống. Nhìn mặt cô như vậy chắc là không còn rồi. 70 triệu. Có phải cái giá này nó hơi gắt rồi không? Xin lỗi cô nhé. Từ khi cô ăn cắp ví của tôi, tôi chẳng còn hứng thú với cô nữa. Bye! Không kịp để Phượng nói thêm gì, Quân mở cửa xe sau đó ngồi vào, rồi dồ ga phóng vụt đi. Còn Phượng thì đứng lặng im tại chỗ. Phượng đã quyết định đi bán máu. Cô tìm đến bệnh viện Bạch Mai vào ngày tiếp theo. Sau khi y tá rút 400ml máu từ người cô, số tiền cô được nhận là 480.000. Cô mừng lắm, cô bèn nói với y tá: "Chị ơi, tôi có thể bán thêm máu được không?" Tôi còn rất nhiều máu. Cô y tá nhìn Phượng, y hệt như người ngoài hành tinh. Này, cô muốn chết đấy à? Cơ thể một người chỉ rút tối đa được 500ml máu thôi. Cô nhìn vào gương xem, sắc mặt của cô bây giờ như thế nào? Tôi không sao đâu. Chị cứ lấy đi. Tôi ăn khỏe lắm. Ít hôm nữa, lại đầy máu ấy mà. Mặc cho Phượng năn nỉ, cô y tá cũng chẳng cho cô bán nữa. Từ bệnh viện Bạch Mai rời đi, trời đã chuyển mây đen kịt, báo hiệu trời sắp mưa. Phượng chậm rãi đi trên con đường, mà không hề để ý, từ lúc ở trong bệnh viện, đã có một người âm thầm đi theo dõi cô. Chẳng mấy chốc mà trời mưa như chút xuống, Phượng đội mưa trốn vào một mái hiên nhỏ, cô ôm cánh tay lùi sâu vào góc, tránh những hạt mưa tạt vào mặt. Nhìn những hạt mưa, cô lại không tự chủ được mà rơi nước mắt. Cô không muốn về chỗ bệnh viện con đang nằm. Cô không muốn thay dáng vẻ của con. Cô đau lòng. Và hơn hết là cô đang bất lực. Còn Quân. Quân đang ngồi trong xe cách mái hiên một đoạn. Ánh mắt anh nhìn về phía bóng dáng của cô gái. Đang đứng co do dưới mái hiên nhỏ. Anh không hiểu. Tư vị trong lòng mình hiện tại là gì. Chỉ muốn nhìn cô lâu hơn một chút. Tâm can thoáng phiền muộn không thôi. Kể từ lúc tình cờ gặp cô trong bệnh viện, anh đã vô tình biết được một sự thật. Cô bán máu ư, một lần bán chỉ được 400 ngàn. Lần đầu tiên anh nhìn thấy một người bị lấy máu mà lại vui mừng đến như vậy, lại còn muốn bán thêm. Rốt cuộc là cô có hoàn cảnh như thế nào, đến mức cô phải đi bán máu. Trong màn mưa trắng xóa và hơi mờ mờ, hình ảnh cô gái đứng co do dưới mái hiên lại hiện ra rõ nét đến như vậy quân rất ghét cái cảm xúc của mình lúc hiện tại anh ghét bị người khác chi phối nhất lại là đàn bà trước này chưa có một ai có thể ảnh hưởng đến suy nghĩ của anh ngoại trừ một lần duy nhất của sáu năm trước ngày mà mi vân lên xe hoa ngày mà cô ta trở thành mẹ kế của anh quân phiền muộn đạp chân ga và phóng vụt xe đi nước mưa đọng dưới đất vì ảnh hưởng tốc độ của xe mà bắn lên tung tóe xe chạy được một đoạn điện thoại di động của quân reo lên gọi tới là một số máy lạ alo ai đấy một giọng nam truyền tới alo anh có phải là phạm thiên quân không đúng tôi đây mà ai vậy em gọi cho anh từ nhà hàng karaoke đông thanh chiếc ví anh mất bọn em đã tìm lại được phiền anh qua nhận lại ạ à? quân hơi ngạc nhiên không ngờ thứ đồ bị mất lại có thể tìm nhanh đến như vậy làm sao tìm được vậy? Cô ta khai à? Dạ vâng, nhưng không phải là Phượng ăn cắp đâu anh. Có cái gì thắc mắc, anh cứ đến lấy ví rồi em nói rõ ràng à? Phượng là ai? À cái cô gái, rót rượu cho anh ngay hôm đấy à? Thì ra cô ta tên là Phượng. Quần tắt máy, đang lý anh nên lái xe đi thẳng tới nhà hàng để nhận lại ví. Nhưng không, anh đột ngột quay đầu xe, trở lại chỗ mái hiên lúc nãy Phượng đứng chú mưa. Nhưng lúc này cô đã không còn ở đó nữa. Quân lái xe đi chậm chậm dọc đường, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa kính xe để tìm kiếm bóng dáng của Phượng. Anh không nhịn được nữa mà mắng lên. Đúng là chưa gặp ai điên như cô ta. Đúng là lì lợm, không chịu nổi. Nghĩ lại khi Phượng bị đánh, bị lột đồ, nhưng mà cô tuyệt nhiên không mở miệng thanh minh. Quân lại muốn chửi thề. Xe chạy đến gần một bệnh viện tư nhân, Quân mới nhìn thấy Phượng cả người ướt đẫm đang hướng đến cửa bệnh viện. Người đàn bà ngu ngốc này chẳng nhẽ cô ta lại muốn bán máu nữa sao? Quân nhanh chóng tìm chỗ đỗ xe. Bên trong Phượng phủi phùi người cho ráo nước đi một chút nước từ người cô chảy xuống dốc sách ướt đẫm một mảng hành lang. Một cô y tá đi qua nhìn thấy liền nhăn mặt và la lớn. Cái chị kia chị ra ngoài kia đứng cho em đi người chị ướt thế này bẩn hết cả hành lang rồi à, xin lỗi tôi đi ngay à phượng quay trở ra bên ngoài trời đang mưa rất lớn không ngừng tạt mạnh vào mặt cô cô co rốm người lại lạnh run đợi quần áo ráo nước thêm một chút mới định quay trở vào nhưng không ngờ cổ tay của cô đã bị ai đó nắm chặt phượng quay lại nhìn thấy quân đang nắm chặt lấy tay của mình anh đang nhìn cô chằm chằm ờ à, anh anh làm cái gì thế? Anh bỏ tay tôi ra. Đi theo tôi. Rồi không để Phượng kịp phản ứng, anh liền kéo cô đi một mạch ra bãi đỗ xe. Phượng bị tống vào trong xe, Quân rất nhanh lái xe vụt đi trong màn mưa trắng xóa. Trên xe Phượng mới hỏi. Anh anh đưa tôi đi đâu đấy? Đi khách sạn. Phượng câm nín, trong nhất thời chẳng biết phải nói thế nào. Cô thấy Quân rút điện thoại gọi cho ai đó. "Tôi cần gấp 70 triệu tiền mặt, bảo người mang đến khách sạn cho tôi." Nói xong Quân ngắt máy, Vượng do dự muốn hỏi, nhưng anh đã lên tiếng. "Không phải là cô đang cần tiền sao?" "Ừ, nhưng nhưng anh." Cô không cần phải thắc mắc, giờ việc của cô là nghe lời của tôi. Một chút nữa, cô sẽ lập tức được nhận tiền. Phượng ngồi im trên xe, không lên tiếng nữa. Xe chạy thêm 10 phút nữa thì dừng lại trước một khách sạn lớn. Phượng cứ như một con rối bị quân kéo một mạch lên phòng. Cửa phòng vừa khép lại, quân vội vã cởi đồ của Phượng. Anh cúi người bế sốc cơ thể tím tái của cô tới bên giường và thả cô nằm lên đó. Quân lại tự cởi bỏ đồ của mình, rồi nhanh chóng đè trực tiếp lên người của cô. Da thịt, một nóng bừng như lửa, một lạnh như tảng băng dán sát vào nhau không một khe hở. Quân bắt đầu hôn lên cổ, lên vành tai của cô, khiến cho cô càng run rẩy mạnh mẽ. Cô kêu lên đứt quãng. Người người tôi đang ướt lắm. Tôi không quan tâm. Nhưng nhưng anh sẽ bị cảm đấy. Tôi nói rồi là tôi không quan tâm. Dứt lời môi của anh di chuyển, khẽ cắn nụ hoa đang cương cứng. Tay của Phượng bấu chặt vào tóc của Quân. Cô chịu đựng cơn khoái cảm ập tới Cô biết mình đã sai trái Nhưng không thể nào ngăn cản được dục vọng Đang dâng lên ngồn ngột, ngột Thật đáng chết Khi cô lại có cảm giác với một người đàn ông khác ngoài chồng của mình Bên ngoài mưa càng lúc càng dữ dội Kèm theo sấm chớp đùng đùng Trong phòng nhiệt độ càng lúc càng nóng lên Quân ở trên người phượng Luân động không ngừng nghỉ Tiếng va chạm ra thịt vang lên phành phạch Đôi môi phượng vì cố kìm nén mà phát ra những tiếng rên rỉ nhỏ nhặt. Quân càng lúc càng hung hăng hơn, anh chuyển đổi tư thế làm tình liên tục, hoàn toàn coi người phụ nữ dưới thân giống như một con búp bê. Cuối cùng, Phượng không nhịn được nữa, rên rỉ thành những tiếng to hơn, tiếng ngân nga mất hồn. Sau khi hoàn thành xong tất cả, quân mới nằm xuống bên cạnh Phượng, nói với cô. "Cô nhớ phải làm gì rồi chứ?" Dạ vâng. Ngay lập tức tôi sẽ đi mua thuốc để uống à? Quan hệ giữa bọn họ chỉ đơn giản là giao dịch tiền và xác thịt. Việc quan trọng nhất lúc này đó chính là phải uống thuốc tránh thai. Nằm thêm một lúc thì quân bật dậy đi vào nhà tắm. Phượng quấn chăn ngồi trên giường nhìn bộ quần áo ướt của mình trên sàn nhà mà không biết phải làm sao. Cửa phòng có người gõ. Quân vừa lúc đi ra. Anh tiến tới mở cửa. Khi quay trở vào thì trên tay cầm một bọc giấy, Quân đưa bọc giấy cho cô. "Trong đây là 70 triệu." Phượng nhìn chăm chồng bọc tiền rồi nói nhỏ. "Cảm ơn anh, thực sự cảm ơn anh." "Tôi gọi Lễ tân mang lên cho cô một bộ đồ khô rồi, cô lấy mặc vào rồi về đi. Tôi có việc, tôi đi trước đây." "Vâng, tôi biết rồi. Anh cứ làm việc của anh đi." Quân bước đi rồi. Một mình Phượng mới ngồi nhìn bọc tiền Môi của cô run lên một cái Sau đó bật khóc ngon lành Quý vị và các bạn thân mến Tâm An vừa mới gửi tới cho tất cả quý vị phần 2 của bộ truyện này Cảm ơn quý vị rất nhiều Cảm ơn tác giả Thanh Hằng đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi trưa ngày hôm nay Trên kênh đọc truyện Bụi Phố Và chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tiếp những chi tiết những tình huống mới nhất của câu chuyện này sẽ được Tâm An gửi tới cho quý vị phần 3, sẽ được phát sóng vào buổi trưa ngày mai trên kênh Bụi Phố. Quý vị hãy cùng với Tâm An chúng ta cùng chú ý theo dõi nhé. Còn bây giờ thì cho phép Tâm An xin được chào tạm biệt tất cả quý vị. Chúc quý vị có một ngày làm việc thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.